Do Thái đóng cổng biên giới Gaza, tên từ Gaza. Hôm nay, quân đội Do Thái đã tăng cường tuần phòng biên giới dải Gaza, một ngày sau khi một người bắn xe ở dải Gaza đã bắn chết một thường dân Do Thái ở biên giới. Và quân đội Do Thái đã lập tức trả đũa, không kích các trại huấn luyện của Hamas. Các vụ không kích đã làm cho một bé gái mới biết đi tử thương. Người đàn ông làm việc tại hàng rào là người Do Thái đầu tiên bị bắn chết trong vòng thời gian hơn một năm. Cái chết của ông đã làm cho Thủ tướng Netanyahu đe dọa nhanh chóng trả đũa trong lúc căng thẳng đang gia tăng với vụ đánh bom xe bus ở Tel Aviv trong ngày Chủ nhật và một cảnh sát Do Thái đã bị đâm trong ngày thứ hai. Giới chức ở Gaza cho biết phi cơ của Do Thái đã thả bom các trại huấn luyện của Hamas ở Khan Yunis và ở Al-Buraiji. Bé gái khoảng 2 tuổi đã bị chết vì trúng mảnh đạn trong lúc phi cơ của Do Thái không kích cơ sở ở Buraiji. Hai người anh của cô bé cũng đã bị thương. Trong năm ngoái, Ai Cập đã làm trung gian để Do Thái và Hamas ký hiệp ước đình chiến, chấm dứt cuộc chiến tranh 8 ngày. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã kêu gọi hai bên tự chế, tôn trọng hiệp ước đình chiến năm 2012. Một viên chức Do Thái cho biết, quân đội đã đóng cổng biên giới thương mại Kerem Shalom. Một người dân ở Gaza nói rằng cuộc phong tỏa dải Gaza hiện nay là cuộc phong tỏa nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay, không có hàng hóa, không có thực phẩm, người dân sẽ dần dần chết đói. Do Thái đã phong tỏa dải Gaza từ năm 2007. Phần lớn hàng hóa được đưa vô dải Gaza là qua các con đường hầm ở biên giới Ai Cập. Nhưng sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, quân đội Ai Cập đã lắp hết những con đường hầm ở biên giới, làm cho đời sống của người dân ở dải Gaza khổ sở và thiếu thốn nghiêm trọng. Sau khi Palestine và Do Thái ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, bạo động cũng đã gia tăng trong vùng Tây Ngàn. Từ tháng 7 tới nay, quân đội Do Thái đã bắn chết ít nhất 19 người Palestine.